Và quý vị theo dõi bản tin thế giới đa chiều trên kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai với các thông tin chính. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bày tỏ quan ngại về các quy định thực thi luật hải cảnh của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út lên án mạnh mẽ việc Israel tấn công người tị nạn Palestine ở Gaza. Thủ vị tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm qua cho biết các quy định thực thi luật hải cảnh của Trung Quốc được công bố hôm 15 tháng 5 là động thái gây leo thang căng thẳng và đáng lo ngại. Tuyên bố được đưa ra sau khi Trung Quốc ban hành các quy định thực thi luật hải cảnh năm 2021. Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 cho phép giam giữ những người nước ngoài bị nghi ngờ có hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế mà nước này tự quy định.Trả lời báo giới nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Brunei, tổng thống Marcos cho biết, chính sách mới đe dọa giam giữ công dân của nước khác, đó là hành vi leo thang căng thẳng. Ông Marcos khẳng định Philippines sẽ sử dụng mọi kênh liên lạc với Trung Quốc để ngăn chặn các hành động gây hấn và cho phép ngư dân Philippines đánh cá ở Biển Đông. Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này cùng ngài cho biết các quy định mới nhằm tiêu chuẩn hóa việc thực thi pháp luật. Trả lời họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng chính phía Philippines thường xuyên kích động tình hình leo thang ở Biển Đông và nói thêm rằng cánh cửa đối thoại đã mở. Bắc Kinh đơn phương tuyên bố quyền tài phán đối với phần lớn Biển Đông, bất chấp phán quyết được Tòa trọng tài thường trực đưa ra năm 2016, cho rằng các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Thủ tướng Nhật Bản, ông Fumio Kishida hôm qua đã tiếp trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu Kiến Siêu tại thủ đô Tokyo. Tại cuộc gặp hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại song phương. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp, ông Lưu nói, chúng tôi sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược cùng có lợi. Đồng thời chúng tôi cũng chú ý đến một số thách thức và sự khác biệt giữa hai bên. Chúng tôi hy vọng những vấn đề này có thể được giải quyết dần dần thông qua giải pháp ngoại giao. Trong cuộc gặp, hai bên cũng đề cập đến các vấn đề khác, bao gồm căng thẳng gia tăng dọc eo biển Đài Loan, cũng như tranh cãi về việc Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Daiichi ra Thái Bình Dương. Về phần mình, tại cuộc gặp, ông Kishida bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tăng tốc hợp tác cùng có lợi cũng như giải quyết thách thức và các mối quan ngại song phương thông qua đối thoại. Ông Kishida nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc trao đổi đối với sự phát triển của quan hệ Nhật Bản Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Lưu tới Nhật Bản kể từ khi đảm nhận chức trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Sergei Elenik hôm qua tuyên bố, nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto, ông Elenik nhấn mạnh Belarus tin rằng những lý do dẫn đến cuộc xung đột này rất phức tạp. Ông cũng cho rằng xung đột ban đầu được châm ngòi và hiện đang được thổi bùng từ bên ngoài. Theo ông, điều này được thực hiện bởi những bên trực tiếp hưởng lợi từ cuộc xung đột. Bộ trưởng Alenik khẳng định lập trường của Minsk không thay đổi. Các vụ sát hại dân thường cần phải được chấm dứt. Các cuộc đàm phán nên được bắt đầu. Ông cho biết Belarus luôn sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các cuộc đàm phán. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út hôm qua đã ra tuyên bố lên án bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất đối với các vụ thảm sát mang tính diệt chủng do các lực lượng Israel gây ra đối với người Palestine. Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Ả Rập Xê Út khẳng định các lực lượng của Israel tiếp tục vi phạm nghiêm trọng mọi nghị quyết, lập pháp, chuẩn mực quốc tế và nhân đạo làm trầm trọng thêm tình hình thảm họa nhân đạo mà người dân Palestine đang phải trải qua. Ả Rập Xê Út quy hoàn toàn trách nhiệm cho chính quyền Israel trước những gì đang diễn ra ở Rafah và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Ngày 26 tháng 5, Israel đã không kích vào một trại dành cho người Palestine di tản ở Rafah khiến nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros Adhanom hôm qua cho biết, phái đoàn của tổ chức này đã đưa hàng viện trợ đến phía Bắc Gaza sau hơn 2 tuần gián đoạn vì xung đột. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Tedros thông báo, phái đoàn đã cung cấp nhiên liệu, dường bệnh, thuốc men và vật tư y tế khác cho bệnh viện Al Ali ở phía Bắc giải Gaza. Cụ thể, WHO đã cung cấp 15.000 lít nhiên liệu cần thiết cho máy phát điện của bệnh viện, 14 giường bệnh, thuốc men và vật tư hỗ trợ điều trị chấn thương. Theo ông Tedros, số nhiên liệu và vật tư y tế này đủ để đáp ứng nhu cầu của 1.500 người. Tuy nhiên, ông Tedros nhấn mạnh rằng cần nhiều nguồn viện trợ hơn nữa do Bệnh viện An Al Ali đang chữa trị cho số lượng bệnh nhân gấp đôi so với quy định. Trang thiết bị phẫu thuật thiết yếu, lương cho nhân viên và đội ngũ nhân viên chuyên môn đang bị thiếu hụt trầm trọng. WHO đang tìm cách triển khai đồ y tế khẩn cấp đến bệnh viện này. Phái đoàn của WHO cũng hộ tống 5 xe cứu thương từ Hiệp hội Trang lưỡi liềm đỏ Palestine đến phía Bắc Gaza Hoạt động viện trợ tới phía Bắc Gaza trở nên phức tạp do lực lượng Israel thường xuyên bắn phá. Ông Tedros cho biết các phương tiện phục vụ nhiệm vụ viện trợ bị thiếu nhiên liệu và nhiều con đường đã bị phá hủy. Trong tuyên bố hôm qua, người đứng đầu WHO nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Hải quân Indonesia đã mời hải quân từ 56 quốc gia tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương Komodo lần thứ 5 dự kiến diễn ra tại Bali vào tháng 2 2025. Phát biểu tại hội nghị kế hoạch ban đầu cho cuộc tập trận diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia, Đại tá Hải quân Indonesia Lukman Karis hôm qua cho biết tập trận đa phương Komodo là cuộc tập trận tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai hơn là chiến thuật chiến đấu. Do đó, tất cả các quốc gia, kể cả những quốc gia có mâu thuẫn với nhau, đều có thể được mời, theo ông Karis, Indonesia kỳ vọng cuộc tập trận này có thể gắn kết các quốc gia. Indonesia muốn các nước tham gia thấy rằng cuộc tập trận này khả thi và có giá trị cao đối với hải quân. Hiện đã có 30 quốc gia đã xác nhận tham gia cuộc tập trận. Tập trận đa phương Komodo là cuộc tập trận phi chiến đấu được tổ chức lần đầu tiên trong năm nay. Cuộc tập trận tập trung vào các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và các biện pháp phục hồi sau thảm họa, cũng như tuần tra an ninh hàng hải. Thưa quý vị, hôm qua, Cộng hòa Dân chủ Congo đã công bố thành phần chính phủ mới chấm dứt hơn 5 tháng bế tắc sau khi Tổng thống Felix Tshisekedi tái đắc cử vào cuối năm ngoái. Chính phủ mới do Thủ tướng Trudy Tuluka Sumingwa lãnh đạo và 55 thành viên, trong đó có 6 phó thủ tướng và 10 bộ trưởng, giảm so với 57 thành viên trong nội các sắp mãn nhiệm. Ông Gui Kabombo Muadiam Vita, được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, vị trí chủ chốt ở thời điểm quốc gia Trung Phi này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng khi giao tranh tái diễn giữa quân đội nước này và nhóm vũ trang phong trào 23 tháng 3, hay còn gọi là M23, ở miền Đông. Theo Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Congo, chính phủ mới sẽ nhậm chức sau khi Hạ viện phê chuẩn chương trình quốc gia của Tân Thủ tướng. Lên nắm quyền từ năm 2019, Tổng thống Sisekedi đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 12-2023 với hơn 70% số phiếu ủng hộ. Ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, 2024, nhưng chính phủ mới chưa thể thành lập kể từ đó do Tổng thống và các đồng minh mới không đạt đồng thuận. Thưa quý vị, theo tổ chức nghiên cứu ung thư tại Anh, số ca mắc ung thư hát tố da tại nước này đang tăng với tốc độ đáng báo động, tăng hơn 30% trong 10 năm trở lại đây. Theo các chuyên gia, ung thư hát tố da hoàn toàn có thể phòng ngừa, tránh nguy cơ tử vong nếu được chẩn đoán sớm. Theo báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư tại Anh, số ca mắc ung thư hát tố da tại nước này có thể chạm ngưỡng 20.800 ca trong năm nay, xu hướng gia tăng số ca bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Cao nhất là ở người lớn trên 80 tuổi, số ca mắc ung thư hát tố da ở nhóm tuổi này tăng 57% trong thập kỷ qua. Theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể là do chỉ số tiêu cực tím UV trong ánh nắng mặt trời tăng cao và xu hướng dụng da, theo đó, tia UV từ mặt trời hoặc từ đèn nhuộm da có thể làm hư DNA trong tế bào da gây ung thư. Bà Caroline Jones được chẩn đoán mắc ung thư hắc tố da từ năm 2018. Ban đầu, biểu hiện bệnh chỉ là một đốm da tối màu trên đầu gối. Bà nói, tôi nhận thấy nốt ruồi nhỏ nhưng hình dạng khá kỳ lạ ngay phía trên đầu gối phải. Tôi quyết định tìm đến bác sĩ. Người phụ nữ 57 tuổi này ý thức rõ sự nguy hiểm và các biểu hiện ban đầu tưởng chừng vô hại của bệnh ung thư. Mẹ bà trước đó đã qua đời ở tuổi 49 vì căn bệnh này. Mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư vú khi bà mới 49 tuổi và tôi mắc bệnh khi 52 tuổi. Khi đó tôi đã nghĩ mình sắp chết. Kết quả sinh thiết cho thấy bà Caroline mắc ung thư da hắc tố, nhưng do phát hiện sớm nên bà chỉ phần tiểu phẫu loại bỏ khối u. Bà khuyến cáo mọi người nên đến gặp bác sĩ để thăm khám và can thiệp kịp thời. Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên ở trong bóng râm, đặc biệt là từ 11 giờ đến 15 giờ che chắn kỹ, đeo kính râm chống tia cực tím và bôi kem chống nắng thường xuyên. Giám đốc điều hành của cơ quan nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh, bà Michelle Mitchell, cho biết Nhờ sự tiến bộ của y khoa, tỷ lệ sống ở bệnh nhân mắc ung thư hát tố da ngày càng tăng, nhưng điều quan trọng là mọi người phải cố gắng giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ đầu và đến gặp bác sĩ khi nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào trên da. Với việc nâng cao nhận thức về ung thư, hiện nay cứ 10 bệnh nhân mắc ung thư hát tố da ở Anh thì có tới 9 người có thể sống thêm hơn 10 năm.